chào anh em, mình Bình Bè đây. Hòa chung với không khí sôi động và thành tích tuyệt vời của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, Gigabyte đã tổ chức giải đấu Outlet Championship FIFA Online 4 2022. Đây là giải đấu dành riêng cho cộng đồng FIFA Online 4 Việt Nam và có mức giải thưởng cực kỳ cao lên tới 50 triệu đồng. Và mình rất hân hạnh được tham gia với vai trò là một bình luận viên của giải đấu này. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, hãng sản xuất bo mạch chủ và các màn hình lớn hàng đầu thế giới Gigabyte sẽ tiếp tục đồng hành cùng với những giải đấu eSports, với thể thao điện tử và với FIFA Online 4 nói riêng. Chúc các bạn tham gia vui vẻ nhé! Xin chào các bạn, mình là Hoàng Sang, đại diện marketing của Gigabyte Outlet. Đầu tiên mình xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đã quan tâm giải đấu Outlet Championship 2022 FIFA Online 4 và cũng như những bạn yêu thích, ủng hộ sản phẩm của Gigabyte trong nhiều năm vừa qua. Và để hòa mình vào bầu không khí sôi động và những thành tích đầy ấn tượng của đội tuyển eSports Việt Nam tại đấu trường SEA Games 31, Gigabyte cùng với Amtech sẽ đăng cai tổ chức giải đấu Outlet Championship 2022. Đây là một giải đấu cực kỳ hấp dẫn dành cho cộng đồng FIFA Online 4 do Gigabyte tài trợ chính thức. Giải đấu sẽ được bắt đầu mở đăng ký vào ngày 23 tháng 5. Game thủ và khán giả sẽ có cơ hội giao lưu trực tiếp với những KOL nổi tiếng trong cộng đồng FIFA Online 4, xem livestream để được nhận những phần quà hấp dẫn. Với kinh nghiệm và tiềm lực công nghệ hàng đầu trong sản xuất linh kiện, thiết bị chơi game, Gigabyte đã bổ sung các dòng laptop dành cho nhu cầu giải trí, chơi game di động tại thị trường Việt Nam. Do đó, Gigabyte tự tin mang đến những trải nghiệm gaming đỉnh cao cho các đội chơi cũng như khán giả trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Một lần nữa, đại diện cho Gigabyte Outlet Việt Nam, mình xin chúc các bạn có những giây phút giải trí thật là thú vị trong thời gian diễn ra Outlet Championship 2022 FIFA Online 4 và chúc giải đấu của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại!